Vâng, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Tokyo Camera. Và anh em thấy điều gì lạ không? Đó chính là logo mới cũng như là tên kênh mới thì bọn mình đã chính thức đổi sang, đó chính là Tokyo Go. Thì kênh Tokyo Go này thì nó vẫn là của Tokyo Camera thôi, chỉ là bọn mình đã đổi tên và đổi logo một chút. Thì mong anh em là sẽ làm quen dần dần với cái thương hiệu mới này. Thì ok, thì trên tay mình trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một cái gọi là action cam đến từ Insta360, con Go 2. Thì con Go 2 này khác gì với con Go 1 mà trước đây bọn mình đã giới thiệu, thì trong video này mình sẽ cùng các bạn khám phá nhé. Thì đây chính là chiếc hộp của Insta Go 2. Thì chúng ta vẫn có một cái thiết kế nó gọi là khá là đơn giản và dễ hiểu. Thì chúng ta sẽ có những cái thông số tính năng cơ bản của sản phẩm ở phía bên sườn hộp này. Chúng ta vẫn có những cái đằng sau là chúng ta sẽ show hết được ra là phụ kiện của con này có những cái gì. Thì tuy nhiên mình sẽ không đề cập đến cái này mà mình sẽ chỉ mở cái hộp này ra luôn. Thì xin phép anh em là siêu mình đã bóc rồi, mình cũng đã kiểm tra qua là xem bên trong có cái gì. Thì ở đây điều đầu tiên đó chính là chúng ta vẫn có một cái action cam dạng là mini moon, rất là bé, nó chỉ rơi vào đâu đó khoảng tầm bằng cái ngón cái của mình mà thôi, rất là bé đó. Và vẫn là màu trắng. Theo cái thiết kế của cái action cam này thì nó là bằng nhựa nhám nhám. Thì tuy nhiên thì theo mình cảm nhận thì nếu như bỏ cái màu trắng và nhựa nhám như thế này thì sau một thời gian sử dụng thì mình nghĩ là sẽ khá là dễ bị bám bẩn. Vậy nên là anh em dùng thì nhớ là lưu ý, hoặc là chúng ta có skin thì nên dán nó vào. Ở trên này thì chúng ta sẽ có một cái nút bấm, anh em không nhìn thấy đâu bởi vì nó là nút bấm ẩn ở đây. Đó, ở chúng ta sẽ có một cái mic phía bên trên và một cái phía mic đằng trước. Và chúng ta có một cái ốp bảo vệ lens. Đó, chúng ta sẽ có một cái kính bảo vệ lens. Thì tí mình sẽ quay sát cho anh em nhìn. Đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái phần tem này, chúng ta sẽ bóc nó ra. Và đây chính là cái chấu tiếp xúc giữa cái camera này với cái hộp sạc của nó. Tiếp theo thì ở dưới hộp thì chúng ta sẽ có một cái, đó chính là một câu slogan Think Big, nghĩ lớn, khá là hay. Chúng ta sẽ có ở đây là một cái hộp thứ hai. Và hộp thứ hai này đựng cái gì? Bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra. Cách mở hộp này thì cũng khá là độc đáo. Đây sẽ là một cái Easy Mount. Theo như nhà sản xuất gọi tên cái này thì nó là cái Mernis Pender, có nghĩa là một cái vòng nam châm. Và cái vòng nam châm này có tác dụng gì? Đây, nó sẽ dính cái con này ở trên này, chắc cực, không rơi được đâu. Giống trên chiếc Go 1 chúng ta sẽ có một cái miếng nam châm để hút. Thì cái miếng nam châm này thì nó là bằng nhựa nhám rồi, cái mình sờ cái miếng nam châm thì thích hơn cái phần 1 và nó hút thì cũng chắc hơn đó. Nhưng anh em sẽ chỉ hút được ở giữa cái phần trung tâm này thôi nhá. Ok, tiếp theo đấy thì chúng ta sẽ có một cái tờ hướng dẫn sử dụng nhanh cái chiếc Go 2 này, thì tí mình sẽ chia sẻ sau cho anh em. Chúng ta có một hộp Quick Start Guide. Ở đây thì có khá là nhiều sách hướng dẫn sử dụng và mình thích nhất cái này, cái tag này. Tí mình sẽ xin cái tag này lại luôn. Ok, và đây sẽ là về phần accessory, có nghĩa là phần phụ kiện. Thì phụ kiện lần này thì chúng ta vẫn có những thứ cơ bản thôi, đó chính là một cái cắt tai xi để xài cho cái đốc, một cái ngàm gắn trên kèm mũ, cái này thì thường là kèm mũ. Và tuy nhiên cái ngàm này nó khác ở những cái ngàm cũ của con Go 1 ấy, là con Go 1 thì nó không bẻ được đúng không, con này thì cho khả năng bẻ theo lẫy. Đấy, nghe thấy không? Đó, cái ngàm này thì nó không phải là kẹp mà nó là nam châm, ở dưới này nó có một lớp nam châm, anh em phải để đúng đầu thì nó sẽ hút vào luôn. Đây này, đó, để đúng đầu là nó sẽ hút vào luôn. Và chúng ta sẽ kẹp cái này lên phía cái kẹp mũ ấy, và chúng ta có thể chỉnh được góc đó. Đó, khá là tiện và hay. Và đây thì chúng ta sẽ có một cái hộp sạc, và cái hộp này cũng sẽ là bộ phận điều khiển luôn cái chiếc này. Thì ở trong cái hộp này thì chúng ta sẽ có một cái màn hình và một cái nút bấm, trông khá là hay đúng không. Và thêm nữa là cái hộp này thì có thêm hai cái chân mở ra mà chúng ta sẽ trở thành một cái góc quay đứng, một cái máy quay có chân để đứng. Thì cái này nó sẽ rất là tiện cho anh em việc là quay vlog, hoặc là chúng ta cầm con này đi chơi kiểu mà không có chân máy ấy, thì chúng ta sẽ dùng cái này làm chân máy luôn. Và thêm một cái phụ kiện cuối cùng mình đánh giá khá là cao và mình cũng thích cái này, đó chính là một cái tay cầm. Mình gọi nó là tay cầm tại vì sao, ở dưới này nó giống cái con Go 1 ấy, là nó có thể có một cái miếng dính 3M ở đây để nó dính lên tường hoặc là dính lên các bề mặt phẳng để chúng ta có thể cố định được cái camera. Rồi, và chúng ta có thể xoay được cái này 360 độ và có thể tùy biến ở các góc khác nhau. Và các bạn nếu như có thể thì các bạn có thể biến cái này thành cái tay cầm. Đây, các bạn kẹp cái này vào và thành một cái tay cầm. Anh em đeo nó vào tay và
Đó, đây là những cái tính năng của những cái phụ kiện này, khá là hay. Ok, thì như ban đầu mình đã chia sẻ cho anh em ấy, thì con Go 2 này sẽ được nâng cấp hơn so với Go 1. Thì nâng cấp hơn ở những điểm gì? Thì thứ nhất là có khả năng quay 3K 50 frame, độ phân giải là 1440. Đó, tiếp theo đó thì chúng ta cũng có khả năng chống nước, rồi là có hyperlapse, có slow motion, có nhiều khả năng chống rung, 60 cơ, chống rung con này là chống rung 60, mà mình nghĩ là cái khả năng ổn định nó sẽ tốt hơn. Còn hiện tại là bây giờ đang hơi dịch một tí, mình cũng không có quá là nhiều thời gian để mình có thể mang nó ra ngoài quay. Tuy nhiên thì mình sẽ hẹn anh em ở một video đánh giá chi tiết con này nhá. Ok, còn lại những cái tính năng thì mình nghĩ là các bạn sẽ, mình ở trong những video sau mình sẽ giới thiệu. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã chia sẻ đến anh em, chia sẻ nhanh đến anh em một chiếc sản phẩm mới mình cũng mới nhận được từ Tokyo, đó chính là chiếc Insta 360 Go 2, một chiếc action cam dạng mini moon khá là nhỏ bé, đáng yêu. Và trong video sắp tới thì mình sẽ cố gắng trải nghiệm em này nhiều hơn và sẽ gửi đến các bạn ở trong những cái khác ở trong video đánh giá chi tiết để xem là con này sẽ hoạt động như nào, cẩn thận pin bao nhiêu. Còn trong video này thì mình cũng chưa tìm hiểu được quá là nhiều, vậy nên là mình cũng chỉ có thể là gửi đến anh em là mình mở hộp thôi. Còn bây giờ thì xin chào anh em, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.